Cho cả nhà mình xem cây tùng Đài Loan nha, quá trời cái bộ đế luôn nè. Cây này của ông Đỗ Trực nè, không biết ông ở đâu nữa. Số điện thoại nghe, có gì mọi người liên hệ nha. Đó, cái gốc thì cũng vừa mà cái đế thì rất là lớn và đều. Đây có một cây gì lạ kìa, quá trời cái gốc luôn, không biết là cây gì nữa. Cái này cây lộc vừng. Quay cho cả nhà mình xem cây mai này, quá trời lớn luôn. Đó, thấy cành ta đứng không? Cái mình ảnh luôn á. Cái mai này nó già quá chứ, nó bông nó nhỏ. Cây này là lão mai đại thụ, một sinh vật cảnh quyền thấp 10 của công ty Nguyễn Hoàng Mỹ An thấp 10. Rồi, chào cả nhà mình nha.